Thích màu này hả? Con thích màu này hả? Còn bóng bay con thích cái nào? Con thích cái này. Đây, cầm như này. Rồi. Ai cho đây? Chú. Không biết luôn mà cũng nhận á. Chết rồi, người lạ hả? Tôi có một món quà, ai thích quà giơ tay. Ui, cả hai bạn cũng thích quà luôn. Thế thì có ai biết sân bóng rổ ở đâu không? Ở xa đi, ở xa. Ở đây nè. Cô nào cũng biết sân bóng rổ luôn hả? Ba sẽ để cái hộp quà ra đấy, xong rồi hai bạn sẽ đến đấy cầm cái hộp quà này về, xong rồi chúng ta sẽ mở hộp quà ra xem bên trong có gì gửi tặng cho hai bạn được không. Con nhớ là câu chuyện lúc ấy ba kể trên nhà câu chuyện rùa và thỏ không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi đến nơi về đến chốn, chúng ta không được la cà nhá. Bây giờ hộp quà sẽ bay ra đấy này, 1, 2, 3 Piu, mất phần quà rồi, đi tìm phần quà thôi. Hộp quà ta mất gì? Rồi, hai đứa. Rồi, hai đứa. Con tên gì? Ừ, con tên gì? Còn con tên gì? Ona với Sóc đúng không? Kẹo nè, con thích kẹo không? Chú cho ba đứa kẹo. Thích cây nào? Con thích màu gì? Thích màu này hả? Con thích màu này hả? Còn bóng bay con thích cái nào? Con thích cái này. Đây, cầm như này. Rồi. Bóng bay đâu? Đây, con thích cái này không? Con thích cái này không? Tao không thích. Bây giờ đi chơi với chú nha. Đi gói quà. Đâu có quà đâu. Nè, quà đó. Sóc ơi, Sóc cầm về cho bố nha con. Bố kêu cầm về cho bố á. Nha. Hả? Bây giờ nó bay rồi Sóc. Ồ. Phần quà đâu rồi? Phần quà ở sân bóng rổ đâu rồi? Đây có phải phần quà đâu, cái hộp quà lúc nãy mà ở sân bóng rổ mà. Cái này ai cho đây? Chú. Không biết luôn mà cũng nhận á. Chết rồi, người lạ hả? Ba bảo là mình phải đi mình lấy cái phần quà ở sân bóng rổ mang về đây mà. Tại sao lại cầm của bóng bay về thế này? Hay là bây giờ mình thử hoàn thành lại nhiệm vụ một lần nữa nhá. Được không ạ? Bây giờ đưa hết kẹo đây cho ba. Đây. Rồi, hai đứa đi lại nhá. Tao không được ăn đâu. Đúng rồi. Nhưng mà mình nhớ nhiệm vụ của mình chưa? Là đến sân bóng rổ lấy phần quà về, không la cà và không nhận quà bất kỳ của một người lạ nào nữa. Cố lên. Quà thôi. Tao đang nhận được quà rồi. Tao đang đã tìm hộp quà được rồi. Trời ơi, mang phần quà về rồi hả? Rồi, thật là tuyệt vời. Tuy là lần 1 có hơi sao nhãng nhá, nhưng mà lần 2 đã làm rất là thành công rồi. Không có bị la cà. Và đây là sẽ là phần quà của hai bọn con. Hai bạn. Wow. Đây cũng là phần quà của cả Sóc và cả Bona. Chúng ta sẽ rút ra một bài học. Mình nhớ là không được bao giờ tin người lạ. Cái công việc mình làm ấy, mình kiên trì mình làm, mình không được bỏ cuộc giữa chừng. Nhớ chưa nào? Đi thôi. Đi chơi. Ai lấy quả bóng này không? Viettel Media, sản xuất và phát hành.